Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng nằm ở phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m5 và chiều dài là 16m, thổ cư là 65m. Sổ hồng riêng nằm ở đường TX43 một sẹt ngắn và được chủ chào bán với giá là 2.990.000.000. Giá này chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta và chúng ta sẽ thương lượng trực tiếp với chủ. Lô đất của chúng ta thì nằm trong một con hẻm cục. Chiều ngang của con hẻm có chiều ngang là 5m, đường xe ô tô vào thoải mái. Đất thì có sổ hồng riêng, xây dựng tự do. Lô đất của chúng ta thì có hướng đông và nằm ở một vị trí rất là cao ráo, không bị ngập nước. Từ vị trí lô đất của chúng ta ra đường TX43 khoảng hơn 20m và ra trục đường chính Hà Quy Giáp là khoảng 200m. Và về sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 9km và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 14km. Từ góc nhìn trên cao chúng ta thấy vị trí lô đất của chúng ta rất là gần trục đường chính Hà Quy Giáp với diện tích 4.5m và chiều dài là 16m. Tổng diện tích là 65m thổ cư và được chủ chào bán với giá là 2.990.000.000. Một mức giá rất mềm cho một lô đất rất là đẹp nha. Nhìn toàn cảnh thì chúng ta thấy khu dân cư ở rất là đông. Hiện tại thì những lô đất ở khu vực quanh đây có giá 3 tỷ đổ lại thì rất là ít nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp chủ để mà thương lượng giá. Trong bán kính 1km chúng ta có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường cao đẳng điện lực, chợ Thạnh Xuân, chợ đường, ngân hàng, bách hóa xanh, rất là đầy tiện ích, rất là đầy đủ. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra trục đường chính Hà Quy Giáp. Rất là gần nha quý anh chị. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại góc màn hình để tới xem vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc. Video review lô đất ở vườn Thanh Xuân của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị muốn tìm nhà và đất ở quận 12 thì cũng cứ điện thoại cho Phúc. Phúc sẽ tìm nhà và đất cho quý anh chị theo yêu cầu. Ra tới trục đường chính Hà Quy Giáp rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.